Đầu tiên, chúng ta sẽ gỡ hộp nhựa mối ra thật nhẹ nhàng, bỏ ra tờ giấy. Mối nó đang ăn ở bên trong rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh Diệt Mối Quốc Phong. Trong video hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết cách xử lý mối cho lớp học của trường mầm non. Trước đây mấy hôm, cô hiệu trưởng đã phàn nàn và gọi điện nhờ chúng tôi đến để xử lý mối cho ngôi trường của mình. Chúng ta cùng cần tìm hiểu về lý do tại sao việc diệt mối tận gốc là cần thiết và có cách nào để diệt được mối chúa hay không. Việc đầu tiên là kiểm tra thực trạng của mối ở một số các khu vực. Đây, các bạn nhìn thấy đàn mối, chúng đang tung tăng gặm nhấm tường nhà. Đường của chúng đi tạo ra như thế này. Mối thợ và mối lính liên tục đắp đất tạo ra vệt ven tường. Chúng có thể đục thành lỗ luôn, đục cả bê tông. Và sức tấn công của chúng thật là ghê. Trong thành phần của tổ mối có hai loại mối chính: mối lính, mối thợ. Mối thợ có nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn, mối lính có nhiệm vụ canh gác và bảo vệ tổ. Chúng tạo ra các đường đi từ dưới tổ mối lên trên nhà để tìm kiếm thức ăn và để mang thức ăn về nuôi mối chúa. Mối lính và mối thợ không bao giờ ngủ. Chúng hàng ngày góp phần vào sự phát triển của vương quốc mối. Mối chúa thì nằm im trong tổ, không di chuyển đi đâu suốt đời của chúng. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là đẻ trứng hàng ngày. Mối chúa có thể đẻ từ 8.000 đến 10.000 trứng mỗi ngày. Điều này khiến việc diệt mối lính và mối thợ không thể diệt được tận gốc, bởi vì mối chúa vẫn tiếp tục sinh sản và gây hại cho ngôi nhà của các bạn. Vì vậy, muốn diệt được mối tận gốc thì cần phải diệt cả mối lính, mối thợ và mối chúa. Có nghĩa là cả tổ mối đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Để diệt mối chúa hiệu quả, chúng tôi sử dụng phương pháp đặt hộp nhựa mối và phun thuốc lan truyền. Đầu tiên, chúng ta cần phải làm ẩm các hộp nhựa mối bằng cách nhúng vào nước. Điều này sẽ làm cho hộp nhựa mối được ẩm ướt, tạo điều kiện cho mối được nhử ra nhiều hơn. Bởi vì mối rất ưa thích môi trường ẩm ướt và yên tĩnh. Ở khu vực góc tường trên này bị mối tấn công rất là khó đặt, nên phải sử dụng đinh và dây thép. Sau đó đóng đinh và buộc dây thép vào hai đầu, một đầu ở bên dưới và một đầu ở bên trên, để đỡ và buộc chặt hộp mối. Thường thì các vị trí ở dưới chân như thế này, chúng ta có thể đặt các hộp mối vào, bởi vì nó rất là vuông góc. Chúng ta có thể đặt 8 hộp chồng lên nhau theo chiều cao của đường đi của mối. Sau đó lấy viên gạch giữ cố định và dùng các vật liệu như túi bóng màu đen để che lại, bởi vì mối là loài không ưa thích ánh sáng và chúng rất thích bóng tối. Che lại như thế này có nghĩa là chúng ta đang tạo điều kiện để mối ra được nhiều hơn. Lưu ý, chúng ta không nên đụng chạm vào hộp nhử mối, bởi vì mỗi một lần đụng chạm là mối sẽ bỏ đi và nhử mối ra sẽ gặp khó khăn hơn. Như vậy, công việc đặt hộp nhiều mối cố định như này là đã xong. Sau đó, sau khi chúng ta đặt hộp nhiều mối thì cần phải đợi khoảng 15 ngày rồi mới phun thuốc bột. Và hôm nay tôi đến đây để kiểm tra hộp nhiều mối và xử lý mối. Đặt hộp nhiều mối thì chúng ta đợi khoảng 15 ngày rồi mới phun thuốc bột vào, bởi vì chúng ta cần phải có một lượng mối ra thật nhiều càng tốt. Mối ra được càng nhiều thì mang được nhiều thuốc về cho tổ mối, càng nhiều càng tốt. Đầu tiên, chúng ta sẽ gỡ hộp nhiều mối ra thật nhẹ nhàng, bỏ ra tờ giấy. Mối nó đang ăn ở bên trong rồi. Sau đó chúng ta dùng loại thuốc PMC90, thuốc có tác dụng diệt mối, ngăn ngừa mối, lây truyền và lây nhiễm mối. Việc này xử lý cực kỳ hiệu quả và an toàn, bởi vì mối sẽ không chết ngay mà trên đường đi sẽ lây lan cho cả đàn cả tổ. Vì vậy, việc tiêu diệt mối hoàn toàn là có thể tận gốc cả mối chúa.
Chúng ta phải phun vào từng con mối, từng khe kẽ. Lưu ý rằng chúng ta không phun quá nhiều. Nếu phun quá nhiều thì con mối sẽ bị chết trên đường đi và không có tác dụng mang thuốc về tổ và mang cả về cho mối chúa nữa. Chúng ta phun càng tơi thì càng tốt. Những con mối dính thuốc này sẽ lan ra cả đàn, cả tổ. Đây, các bạn nhìn xem. Chúng ta có thể nhìn thấy đàn mối, chúng đang gặm nhấm từ nhà. Đường đi của chúng tạo ra như thế này. Chúng đục thành lỗ luôn. Sức tấn công thật là ghê. Ở chỗ này có 8 hộp. Chúng tôi bóc ra và phun đều vào 8 hộp, sau đó lấy túi ni lông che lại như lúc đặt hộp. Có rất nhiều người hỏi tôi rằng, nếu bắt con mối chúa ra thì tổ mối có hết được không? Thưa với các bạn rằng, tách mối chúa ra thì sẽ có con mối chúa sơ cua khác sẽ được thành lập. Vì vậy, không có tác dụng khi tách con mối chúa ra đâu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phòng chống mối, bảo vệ công trình vĩnh viễn. Có rất nhiều phương pháp. Nếu các bạn mong muốn công trình của mình mà không bị mối xông thì hãy liên hệ với chúng tôi. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu cách diệt mối tận gốc, diệt mối chúa, chi tiết và hiệu quả. Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc tư vấn thêm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 036703-8888. Đừng ngần ngại để lại nhận xét và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích khác từ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!